Tôi làm lại nhé, bắt đầu nhé. Ví dụ muốn xem được phản lực về ảnh hưởng phản lực gối đó. Đấy, đường nhỏ moment, đường lực cắt này, lực cắt như thế này FZ nhé, cắt. Lực dọc trục FX, tất nhiên mà không. Đường nhỏ độ võng hả? Độ võng của phần tử của nút thứ hai hả? Theo DZ, đấy đường nhỏ độ võng. Lực 3. Xem kết quả động lực do tải trọng này, bao giờ trong một cái tải trọng, bao giờ trong hoạt tải, bao giờ có mắc min ôn này, mắc là giá trị dương này, mắc này. Đấy. Min là âm. Ôn là cả dương cả âm. Đấy, được cắt tương tự như vậy, được cắt lực dọc trục, tất nhiên đây bằng không.